Cái hang giống mái nhà này, hang hổ ngày xưa. Ở trong này cứ như là không sợ mưa. Chào cả nhà, hôm nay mình đi lên chỗ cái hòn đá khổng lồ cả nhà, hay chỗ núi Tô, hòn đá sau lưng chùa hang á. Mình lên quay lại cho cả nhà xem, cũng hơn năm mà cả năm ở dưới này có hàng cái mây mà cái anh này Hoàng không có dám xứ đi. Mình không có biết hang được cái đường nào xuống hang. Wow. Yeah. Ôi nó thấy sâu tuốt cái trống này anh. Mà mình chung vô đâu được đâu. Nhỏ quá nhỏ. Mấy ổng rồi chứ. Đúng lý ra là mấy ổng lấy đá là cục đá mà mấy ổng bắn nó tiêu rồi ha. Mà hồi xưa anh có biết là mấy ổng gặp cái gì không mà không dám lấy ha. Cũng như các chư vị nó không có cho. Ở trên ta cũng cúng lắm. Dạ, ở trên cũng cúng nữa. Năm rồi đi á, không có xuống chỗ này. Mà đi lên trên nó có cái hòn đá mà có giống mái nhà. Có, dạ 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 ôi ôi cái dốc nó đứng kìa. Này vô cận Tết thì mấy chú thợ nghỉ hết rồi, nhờ cái anh này anh làm ở đây nè, quen anh dẫn đi chứ mình đi lên một mình người ta không có cho lên. Ôi giời, cái dốc hòn đá khổng lồ luôn. Cái cát nó chài rồi lên tới đá nữa. Có đá đi không có sợ chạy. Wow, hòn đá gan chiếc tàu biển luôn đó nha. Để vô chỗ này cái. Wow.
cái ở dưới cái chân này nè cả nhà, có cái hang ở dưới á, cái hang cá mòn mây. Tại lúc trước ông chú Hoàng ông nói á, ông đi rừng ông đốn cây á chặt gặp hoài à, mà nói chú dẫn vô chú không dám dẫn. Ồ, nguyên cái đá này hết mới đẹp. Ở ngoài đường lộ tôi nhìn vô thấy cục đá nhỏ xíu. Lên đây bự ghê. Đi đi lên cái hang hổ trên. Cái hang trên nó có một cái như cái mái nhà chứ cái nhà. Lên chỗ cái hàng có mái nhà cả nhà. À, cái hàng giống mái nhà này, hang hổ ngày xưa. Ở trong này cái như là không sợ mưa tạt mưa dột gì luôn. Giống cái nhà luôn. Lúc trước có cái lư hương. Ồ. Cắm đây. Dạ. Dạ. Ý, ở Sóc Trăng ta biết cái hang ở đây nữa hả? Dạ, người ta lên tới đây giếng luôn. Ồ. Có người hình như là người ta lên đây nó có một cái niềm tin hay là một cái điển gì đó. Người ta muốn đây tới đây hoài luôn á. Lúc trước tôi quay á có người ta hỏi á. Hỏi sao không đi lên quay lên này nữa. Hình như là người ta thấy cái gì á. Mình cũng không biết cái chuyện tâm linh. Ở trên lưng đó mình lên đâu được hả? Đi đường nào anh? Đi đường đó luôn. Dạ. Yeah. Lúc trước không có lên trên đó. Vì bà cô với ông chú Năm á. Chú Năm về già nãy ổng lên nổi. Dạ. Yeah. Dạ lúc trước đâu có đá bể này. Này mấy ổng mới bắn sao đây hả? Dạ. Dạ. Mình leo lên tới trên cái đỉnh này luôn cả nhà. Từ trước mình đi mà không có lên đây. Bây giờ anh này anh dẫn lên tới này luôn. Mà anh đi hay quá. Sao qua ta? Ông đi hay quá. Ôi, chung qua đây. Wow, bữa nay mới thấy được cái trên cái trên lưng của cục đá đó. Cái hòn đá. Hết thấy hòn đá nó cao khủng khiếp đi.
ở dưới tôi tưởng là cái đầu cái hòn đá mái nhà này nè là nó rời nằm úp này không mà chợt hồi hả hết cái xe ha anh. Bên đây cái hòn đá này rời nữa, cái phiến đá này nè. Ờ, đi đó mình đi xuống luôn đó hả? Gì hả? Đi đường này. Wow. Gì hả? Dạ. Dạ anh đi trước đi. Ba cái bụi đá hết thể này dính. Dạ, được rồi, dạ, cái ăn so nè. Cái này nè. Ở bên hòn đá rùa á. Ý mà hòn đá con voi á. Hòn đá con voi á, nhiều lắm luôn. Dạ, có đường đi luôn ha anh. Ờ anh ở đây anh biết chứ tôi dễ gì tôi biết. Ô dài dài lên trên này toàn là đá không nè. Ý có cái đường kìa. Dạ. Đi lòn lòn rừng rừng cái áo mình bụi nó ba cái bụi ra đá đó nó dính lá cây rồi nó dính vô áo. Dạ yeah. Ủa ổng giác cái khúc cây đó từ trên núi xuống ở trên lông á cạo lắm dạ yeah, ở trên đỉnh hả chú. Ôi ôi ý cái phiến đá thì tự nhiên ngã ra quý clip đường đi lên. Dạ yeah. Nước trước đường đi đây nè cả nhà. Phiến đá này úp vô này nè. Rồi giờ ngã ra rồi chắn đường đi lại luôn. Gãy cái đầu đá luôn. Wow, có cái phiến đá này nó nằm ở trên. Dạ, chỗ đó có chỗ nằm luôn. Có cái cục đá giống cái gói luôn nữa kìa. Ôi ôi, ông chú ổng giác từ trên đỉnh xuống luôn. Ôi ôi, giác cái cây này nè cả nhà. Ôi ôi, nặng lắm chú ơi. Ô mà từ từ trên trên đỉnh cho chú giác xuống. Ở trên. Dạ. Yeah. Lóc vô ra nó nhẹ nhẹ chút. Dạ. Yeah. Lóc ra thì nó nắng. Thấm nước gì đó. Tới trên cái loạn lớn chảnh không chú? Tới điện chỗ gần điện kính đó hả? Ừ. Ôi ôi. Tôi giờ đi kiếm chỗ đó nó có. Dạ, yeah. Cây này cái gì chú? Cây bông vàng á. Dạ. Yeah. Cây bông vàng. Nhà chú lấy cây này về làm gì? Củi. Về làm củi. Ôi ơi củi ở dưới này thiếu gì không lấy? Ôi ta lấy củi này không nè, củi này bảy ta không lấy đâu. Ta lấy cái bông vàng không à. Dạ. Yeah. Củi bông vàng này nó cháy nhiều hay gì chú? Cháy nhiều mà không cầm tháng. Ít cầm nữa. Dạ. Để nó ngủ. Dạ. Ôi ơi từ trên đỉnh ông giác xuống coi khúc củi thiếu này ông chụm được mấy ngày. Vậy nhà cho nhiều nhiều nó bữa rồi. Mưa người ta cửa rồi bữa đo thức bán người ta. Dạ chú lấy về rồi bữa cắt ra khúc khúc rồi bữa ra rồi mới dạ. Đủ thước mới bán cho người ta dạ. Chứ không phải để chậm không. Dạ mà nếu mình lấy củi dưới này thì không ai mua hả chú?
Dạ. Nấu rượu á. Dạ, nó nấu rượu. Dạ. Còn mình chúng thiếu gì cứ. Dạ. Ôi từ trên đỉnh gần điện kính là cái chỗ cái lò án là nó kêu điện chuông á. Nguyên cái lò án đá trắng không hả chú? Đá trắng không. Dạ dạ dạ. Từ từ đó chú dắt xuống luôn. Từ đó dắt xuống. Gặp con chắc con lăn quá. Lăn lâu lắm. Dạ. Lăn lâu lắm. Dạ lăn lâu. Con có đi lên tới lò án đó mà hết 2 lần rồi. Đi chơi hả? Đi quay phim. Nhưng mà con thấy cái đường mòn cặp lò án á. Đi xuống đây nè. Đi lên tới đứng Viện Năm luôn không? Viện Năm tôi có chơi nó đó. Dạ, dạ là cái gì vậy chú? Viện Năm. Thằng Năm á. Nông Quám á. Ừ. Là điện kính ở trên đó đó hả? Đâu có, nó cái giếng ở trên Cúc Đa mà 5 cái giếng. Dạ, 5 cái giếng. Dạ chưa, con không biết chỗ đó. Tháng này không có nước rồi, tới tháng mưa nó nước lợi là dính nước. Dạ, vậy là ở trên cái đỉnh này có cái hòn đá mà có 5 cái giếng trên đó nữa hả chú? Mà tháng này nó khô gan hết trơn. Cái đó Cúc Đa bự bự dạ. Rồi. Rồi giếng bự không anh? Nhỏ nhỏ vậy nè. Dạ, giếng mà lớn nữa hả chú? Bơm tắt vô Cúc Đa. Ồ. Phải thằng mưa coi nước. Vậy là chú tự trên đó đi xuống hả chú? Không tới đâu. Ở dưới. Dạ ở dưới này. Chỗ cái gì đăng nó bóng vàng. Dạ. À, vì đó xạ lắm. Vì đó cùi chết thiêu cha gì mà khó lấy. Dạ. Dốc gì không nè. Dạ. Thì không đang quăng chặt giò để chết luôn. Chặt giò cái đi luôn cái rét. Ôi. Cùi người ta cửa bo không có ai lấy. Dạ. Đi nhảy lạng không. Dạ, đi nhảy loạn không? Đây trển có hang nào nhiều không chú? Không có nhiều. Mà chú đi thường thường vậy đi rừng hoài chú gặp ngắn hôm nay không? À. Dạ không gặp. Con sóc con nhang không, con khỉ. Dạ. Khỉ nhóc luôn. Mà hồi đó giờ không thấy ngắn hôm nay hả chú? Băng đá mò đồng đi hết trơn. Dạ, mấy ông băng đá động đi hết trơn. Có bà con khỉ có. Dạ, khỉ thì chú gặp nhiều. Trời ơi, 7 là 100 con, mấy trăm con lần. Ý! Đâu có ít đâu. Gặp 7 mấy trăm con. Chơi nè. Thà chơi mít lớn lơ nha. Cặn bỏ hết trơn, 3-4-5 chai lần. Dạ. Lớn lơ nha. Chưa chín hả? Chưa chín hả? Nó non. Rồi nó cắn bỏ hết trơn hả chú? Chỗ cái gòn ở dưới kia. Chỗ đừng lên đó. Dạ. Thà ăn bẻ bỏ hết trơn luôn. Một cái gòn hết trơn luôn. Khỉ mà nó phá, tàn sáng nó phá luôn. Dạ, thấy chưa có tới mua sai không? Đầu nó nhai nhai rồi cũng bỏ hết chứ. Dạ. Yeah. Thà hơn người mình. Dạ. Yeah. Vậy là chú ở nhà dưới này hả gì chú? Ở trước chùa đây nè. Trước chùa hang ha. Chùa hang xíu. Dạ. Rồi chú có mình anh chú đi kiếm củi về hai bán kiếm sống vậy hả? Đi hai người với con giờ còn đứa ở trên. Nó chở lẩu quá xuống về chứ. Dạ. Yeah. Còn người con ở trên hả? Còn ghẻ ở trên. Dạ. Yeah. Thì đi kiếm củi về là bán sống không đó hả chú? Hay có làm gì nữa không? Không có làm gì, kiếm nhẽ củi không. Dạ, nghề kiếm củi. Đâu có làm gì được. Dạ. Đâu nổi. Dạ. Kiếm củi lâu lâu lượng thước gì đó. Lâu lâu lượng thước rồi bán cái tiền xài. Rồi gạo thóc rồi đồ ăn hàng ngày rồi sao? Dạ, thì giờ nước phát cho ăn không hết nữa. Dạ, nhà nước phát cho gạo ăn. Chỉ có lo tiền mua đồ ăn hả chú? Mua đồ ăn thôi. Dạ. Còn gạo nó ăn không hết. Gạo thì có nhà nước phát rồi. Ôi khổ dữ à. Vậy mà một thước như vậy rồi chú kiếm 200. Khoảng 200 ngàn rồi mấy ngày chú. Ồ. Đến một ngày cứ một chiên. Một chiên được con khúc này. Con khúc đó. Dạ. Mà đâu được mấy tấc. Ôi cái này đâu có bao nhiêu. Câu. Bán nguyên cây thì mất da. Còn cưa củi đâu có mấy. Này chừng 2-3 tấc. Nếu mình để vô thước chừng 2-3 tấc cái gì. Không tới được. Luôn. Dạ. Yeah. 3-4 khúc này mới được thước củi. Rồi 3-4 thước chưa được đâu. Thước củi nhiều lắm chú ơi. Dạ. Yeah. Ôi mà một ngày ông kiếm được có 1 khúc mà ông đi đâu 4-5 ngày mới được thước có 200 ngàn à. Đi nhiều chiền quá nó mỏi do. Dạ, yeah. Vậy là kể như chú
kể như 4 khúc đi rồi đượn thước đi. 4 khúc chưa được. Dạ. 4 khúc chưa được. Không có mình giờ 5 khúc đi. Giờ 5 khúc đượn thước. Cũng chưa được nữa 5 khúc đó. 6-7 khúc đó, nhỏ nhỏ vậy. 5 khúc đượn thước mà tự trển ông dưới này ông đi lên ông chặt cái cây này rồi ông giác xuống có 40.000 bạc. Cái gì? Bị ông tính thước củi 200 á. Mà nếu 5 khúc thì khúc thì có 40.000 bạc hả? Trời ơi. Khó ăn. Khó ăn. Giờ không biết kiếm gì lên nuôi kiếm ba cái cùi này lâu lâu đứt thức đứt tiền sai. Dạ. Yeah. Ở nhà cũng buông. Không có đi sắn măng đồ này kia chặt đúng đỉnh đồ bán chứ. Măng người ta không săn gì. Rồi chặt đúng đỉnh. Có ai mua đâu. Ồ, ở ngoài sóc tà hưu là mua nhiều lắm. Ở bên đó mua còn mình ở đây đâu có ai mua. À bòm xe đó. Cái củ hủ đụng đỉnh á. À phai bữa đó. Cái củ hủ ở trong cái cây á. Mua chai. Người ta lên núi này nè, người ta chặt về, người ta chặt ra lấy cái non đó đó. Khúc khoảng chừng 5-6 tấc vậy đó. Canh à? Người ta nấu canh á. Rồi đem bán diện khúc gì 10.000 á. Ở trên thiếu trà với à cơm sáng. Cặp khúc hay chị bọt trên. Ở bên tà hu á, cái ông hên lai á, ở đây cũng mấy người ở xúc ký mấy đàn ba đó cũng chắc bỏ tùm lum hết trơn luôn, lọt lây gây hết trơn luôn. Dạ, lấy cái củ hủ ngay giữa mà nó mà làm ngày 300-400.000 đó. Trái nó người ta cũng làm thuốc đó. Dạ, trái thì làm thuốc. Dạ. Dạ, rồi không có làm gì ra tiền, chú đi đốn củi về bán cho lò rượu cả nhà. Thước 200.000. Ồ, chú gần hả vậy chú? Dạ, chú mình hả? Ồ, chú ta. Dạ. Ồ, già ơi. Mặt mèo á. Nè, ông chặt ngang cho nó ngã xuống. Mặt mèo đu chảnh kìa. Ờ, nó đu mắt mèo ở trên đu cho nó ngứa dữ dằn. Đầu này ngứa lắm. Mắt mèo đi ai cũng sợ hết trơn. Cái lòng nó đó. Dạ. Dạ. Rồi, rồi trong đó rồi làm sao? Đường này chút xíu. Ồ, đường này sao đi lấy đường đó. À, chui vô đường này. Chú giác từ trên núi xuống. Khúc cây này cỡ 50 kg. Lúc này nắng hơn bỏ ở trên. Dạ. Cái đường phải đi ngoài đường lộ thì dễ. Cái đường núi này nó cái dốc rồi đá không đi không đây mà đi còn mệt nữa mà chú giác những cái cây đi gặp cái quầy chuối đốn quầy chuối luôn đấy cây nặng còn quái thì cũng quầy chuối. Búa cái này mấy ký nữa rồi. Dạ, nói cái búa chứ cái ngoéo không mấy ký lô nữa. Cán sắt nữa. Phải làm cán cây thì nhẹ. Tuổi già rồi mà còn cực gì nè. Chú năm nay nhiêu tuổi chú? 60. Dạ, 60. Ở cái đường. Cái đường đi dưới dốc thấy ghê luôn nè. Mà không đi dép Lào nữa chứ. Kia nó hướng gió hết trơn.
Mà dép đào thì nó bám đá hả chú? Qua cái dốc này. Giò yếu yếu mà đi giác nặng như chú là đi xuống cái dốc này là rung chân đó. Rồi đổi dài. Chỗ này mát. Mấy ông lò gụ này cũng đọc ha, lựa mấy cái cây nào ở trên đỉnh mới mua mà. Dạ. Ba cái sai nó mua 150 một thước. Dạ. Còn củi này ở trên đỉnh thì 200.000 thước. Dạ. Quá xa. Ý là xuống tới dưới chuyền rồi đó mà đi từ chỗ ngồi nghỉ nãy tới đây. Nãy giờ cũng cỡ 200 mét rồi. Dạ. Mà còn đi về tới nhà nữa. Xuống tới dưới này đất bằng rồi. Đỡ một chút. Ôi ơi. Đi mệt, đi theo ổng không mà đuối giò luôn nè. Ngày chủ chưa bước tới trên. Dạ. Tới trên mệt giỏi lắm. Dạ, ở trên còn dốc nữa hả chú? Còn dốc cao nè. Dạ. Mà cái đường đi của chú đi xuống là lò án không hả chú? Không, đứng xuống với vợ nãy. Dạ. Còn là ai chút bên kia ở trên. Dạ, lò án trên kia một chút. Bên kia. Dạ. Đi lạ không được không? Ôi ôi. Giác cái khúc cây này. Mà xuống tới dưới này mà còn đốn thêm buồn chuối. Thầy nó xin chắc để trên mình thôi cúng. Dạ. Có một muôn này với da. Còn mấy muôn kia nó non xẻo. Thôi chú nghỉ khỏe, con xin phép đi chú ơi. Đi. Dạ dạ. Dạ dạ, cảm ơn chú. Con nhà chú nghèo phải lo cuộc sống. Ngày đi kiếm con khúc củi có mấy chục ngàn bạc ở trên núi giác xuống. Rồi mình xuống tới chuyện rồi cả nhà. Mình đi lên đường bên kia, đi lên hang. Giờ đi xuống đường bên đây.